chung là không có bữa cơm nào mà nó hồi hộp như bữa cơm này. Không, thường ngày là ba anh em nó sinh tồn ở đây, là ba anh em nó nào cũng ốm nhôm thì nó thấy là khá là tự tin nha. Còn mình sao lên đây mình ngồi giá bị chúm chím vậy trời. Chúm chím. Trời, có không đưa hồi hộp hay nó đậu mẫu gì đi ghê trời. Cảm giác mạnh là có em không? Đúng không, mình đang ngồi đây, mình đang ngồi trong cái phục u liền các bạn. Gắt gì mà nó nhúng ghê trời. À, xin chào tất cả các bạn nha. Chào các bạn nha. Chào các bạn nha. À, các bạn ơi, thì buổi chiều nay anh em mình sẽ dẫn tất cả các bạn cùng đi mò cá, trải nghiệm nấu một bữa cơm dân dã đạm bạc và đồng để mời tất cả các bạn thưởng thức nha. Nhưng không biết là có cá không các bạn. Có thì anh em mình sẽ để các bạn một món cá đồng ngon ngon. Còn không có anh em mình kiếm món khác để làm nha bạn. Có cái mương cho bạn mà ấy là thấy hiệu quả đó nha. Thấy nước trong vắt mà không biết có cá không nha bạn. Thấy có riêu riêu nha. Trời, có nước là có cá phải không? Giờ anh em mình sẽ xuống nha. Vậy giờ tắm có nước hay sao xuống mò cá? Hả? Mà tắm nước dốc hay sao không mò cá? Với cái hầm dưới á. Bỏng đó là xịn luôn á anh. Sao không đi toilet đó không mò cá? Ừ. Đây anh em xuống mò thử cho bạn có không nha. Mọi người thắng đậm đó ông nội. Thắng đậm không? Thắng đậm đó. Thấy số quặng rồi. Ông mẹ muốn luộc ăn dưới đi. Cá queo hết. Ồ, đẹp á đúng. Gà phía vào đây nè, mãi sau. Gà phía vào đây nè. Ê. Đi qua từ đâu? Về từ đâu? Đó, đụng cái gì vậy? Phải cái đuôi cái lóc không biết nha. Trời ơi trời, đâu có hang không ra mẹ luôn rồi. Tròn. Ồ không. Bịt hang kia đây. Bịt thấy thèm, bố buông cái tay ra nó. Ôi. Ra luôn mà. Ủa lại. Mày hang dính đôi luôn trời, cái đuôi mới chuột vô chuẩn bị vô. Ra đường này rồi. Có tôi lại. Đi. Trời 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 trời, trời xíu hang mẹ luôn rồi. Không mưa cái mùi hổ mưa. Trời trời. Cua hành kinh. Cua kèn này. À dạ. Rồi. Ai dạ. Gì vậy này? Chạy đang quay gì trời. Ai dạ không. Gì trời. Đây cái chiêu bao quê thế vậy? Trời trời trời, vô cái càng khứa già luôn nội ơi. Trời khứa già càng không đau đâu. Cua càng tam giác hay gì trời. Cua càng tam giác. Chứ anh em thấy nãy giờ anh em vô cá tôi trúng được mẻ ra muốn ngon đậm luôn nè. Nãy giờ là nãy giờ ông đi hái con muốn luôn hả? Đúng. Bây giờ trước mắt mày có gì mày cứ xạo đó trước đi. Rồi không có bây giờ mày lấy ra uống là mày xào tỏi mày ăn cũng ngon. Đúng. Đúng không? Hợp lý, hợp lý. Hợp lý luôn. 10 điểm. 10 điểm. Rồi lên em ơi, làm cho uống xào tỏi ăn em ơi. Nhớ cà. Oh yeah, come on. Oh yeah. Quá mày này. Giống oh yeah chứ. Ủa thủi dùng thòm. Nội từ sẽ có. Cứ từ đi, mình nuôi giữ ước mơ đi. Không có gì khó. Chỉ sợ mình không ngò. Chỉ sợ mình không làm. Sợ tiền không nhiều. Ai. Rồi coi chừng không xảy nha. Con rồi. Anh hai lại gì bảo vệ anh hai. Anh em mình đang khan hiếm lùng. Bảo vệ qua thử. Bảo vệ anh hai, ông bắt không hai con xảy trong này rồi đó. Anh em mình đang khan hiếm nha. Bảo vệ hoàng thượng. Bảo vệ hoàng thượng. Cho ông phải hiện đi chúng rồi. Cái lóc. Lóc đồ ê má được á. Bảo vệ hoàng thượng. Rồi chút bay nữa rồi. Vô. Được có lóc nha mày. Ê cái bóng gì vậy? Cái lóc. Ê anh hai đưa anh hai. Thôi đưa phim đi. Đây cầm lên. Thấy giống cái bóng thượng vậy. Quá im. Ông bỏ cái hái hũ vào vô giùm tôi bên cái. Sẽ chi quét. Quét nha. Con cua kiếm được con cá cua đồng không? Cái mương gì nước sâu rẻ mạt vậy. Giờ này đã cạn tàu gáo máng nha bạn. Có con gì anh em bắt con đó được nha. Xì dịch. Một con cua đồng. Đủ. Quá đẹp. Được con cá lóc nữa. Được con cá lóc nữa. Quá thú vị thiệt chứ. Quá thú vị. Những cái rất thú vị thiệt chứ. Quá thú vị. Có không bạn? Cái nhỏ xíu. Cái gì vậy? Cái sạc hả? Nè.
đó này. Con gì vậy? Hiện á, về nó bắt con cá dữ. Bỏ đây không đi. Kẹp anh không à. Tao bắt được bạn mày phiên đậu. Bỏ tao tưởng con cá hiện và bắt con cá trút. Nhẹ vậy hả? Lòng dính con gì nữa kìa. Cá con huy, ủa cá con đồng chà má. Cái gì nó ra ông nội. Mình mới đạp dưới giò mình con gì cũng khá khá nha bạn. Rồi. Nè qua đây nè. Rồi bỏ cá trút vào trước các bạn rồi bắt con cá dưới giò. Từ từ. Từ từ. Ai cũng có phần hết. Rồi con Phi nổi ơi. Vô luôn hả? Luôn con Phi nha bạn. Giờ này đã càng tài có má. Có gì anh em mình lụm cái đó nha. Đúng. Vô đồng hả? Một bóng trong chiều con. Cái vô đồng có ngon không? Ngon. Ngon. Nước quá trời nước rồi. Vô đồng quyên thôi. Nè cũng quyên cho một trời. Tìm không? Hả? Bóng mà được rồi. Vậy thôi với nước như cái biển thôi. Anh em bắt cá dính về là có lý đó mà đó. Đâu nữa hả? Ừ, trời, hai con luôn. Nè. Gì nè. Đó vậy? Đồ. Nè. Gỡ. Ngon rồi. Ờ, bắt được cái lóc. Im rồi. Nè. Ê, hai đứa lại đây. Giỡn với chấm hoài. Có lóc nè. Đúng rồi, có hàng là có cá không mọi ơi. Hàng cá gô luôn. Ừ, cua nè. Thôi vô vũ rồi. Rồi tới cảng mẫu rồi. Nè. Bắt cua nữa nè. Rồi móc tay cũng được. Không đến nổi mà hắt thu nha. Tụi đâu nay chết còn bốt luôn chứ. Con cua nó nằm xong. Con cua đồng. Con cua được suốt đời tình trung. Đây đừng con cua nữa nha bạn. Chạy mót cũng được, cũng im đi, đừng con tôm 10 càng nữa. Anh em mình đi khắp xứ Việt Nam bạn. Bây giờ mấy cái ao, mấy ruộng nước nói chung là như cái biển, anh em bắt cá không có nha. Anh em mình về ao của ba mình nha bạn. Thì anh em mình kiếm mớ cá để làm bữa cơm mời các bạn nha. Thì cái ao của ba mình bên kia thì sâu, bên đây nó cạn nha bạn. Anh em bắt cái ao cạn trước nha. Ủa cá nó quẩn kìa. Và xuống cái hố này này. Mới nào là mình đi cái đường cạn này cũng được, có cá chắc luôn rồi. Rồi xuống luôn nữa rồi. Rồi. Chơi chạy, mặt ngầu vậy? Dưới mẹ đó, dưới mẹ. Dưới mặt ngầu. Không. Dưới mặt ngầu phải đạn vậy? Phải bắt nó kiểu đó rồi, mới dính. Anh ba. Con cá bự khứ già mất hụt rồi, còn lấy con nhỏ. Thì ra là anh ba ở đây. Ăn cá kia bự khứ già luôn. Dội bực nó rồi. Dội, chuồng háng tôi với đàn. Đậu phộng mít đốc ghê vậy. Trời. Tính cái bắt góc một cứng thôi làm gì căng khế nha. Ủa. Đậu phộng. Nhẹo ông nội. Vô đi. Vô đi. Ồ để tao đi ông nội. Nè vô đi. Đây. Đậu đây. Cái gì vậy? Khô. Đây luôn luôn. Khô. Đi đây. Bắt ảnh nha. Cái gì vậy? Khô. Mò mò chụp mé luôn. Mưa đầu cứu già chụp luôn. Khô cứu già lớn kìa. Mẹ ơi sao? Mẹ vô góc rồi. Vô. Cái gì cùng lại bỏ vô hao nó nhảy. Bỏ hao mà. Được nha. Trời ơi yên tâm đi. Chạy cái lu. Ủa khổng cái lu của bố. Dạ. Gì trời. Dạ. Đừng ngon hiểu nội rồi. Bỏ đi. Mẹ làm sao? Vô. Đưa cái đuôi vô. Trời không bờ luôn kìa. Ngô hả? Không biết cái gì nữa. Cái gì vậy? Nè. Cá bắt cái gì nè. Trời ơi nhỏ quá. Mà cái mà dính nhỏ quá. Đó nha bạn. Thì con cá đó bờ cái gì anh hai? Cá linh hay cái gì? Cá linh bắt đi. Phải không? Cá linh thứ già. Cá linh thứ già. Để quăng đây. Quăng lên bờ đi. Trời ơi cá linh nhỏ vậy trời. Thôi cái linh này ăn được đâu này. Lết không? Lết nó tăng 17 phút rồi đó. Ê, đây có cái ống bọc này. Ừ có ống bọc ra sao? Bịch nó lại. Bịch đầu lại. Cá
Trời ơi. Trời ơi, trời ơi, con đậu con ăn đi. Nhẹ có đường con luôn. Đã. Con hèn. Ây da, rồi chết tôi con gì đó mà trời. Đâm vô giò đâu, nhẹ vậy. Ê, cái hôn. Cái hôn. Ê. Trời ơi. Mẹ con ông cứ già luôn hả? Quá lắm ạ. À, đúng rồi. Đúng rồi. Hồ phải không? Ừ, cá hồ. Đó, con hứa. Nè. Đây nè. Đang dính lại. Thôi. Nè, cá hồ. Thiếu bự đâu. Ê, con này. Ôi, trời trời tung mẹ rồi, con tao. Chết mẹ. Qua đây anh hai. Ừ. Trời ơi, trời thích. Nó còn con. Ê, còn cá hồ nữa nha. Chạy mẹ thôi. Còn có cá hồ nữa. Đó, đó. Ờ, thấy rồi. Ê, dạ. Ôi, ôi. Không chứ con nào hả? Không. Tung vô cái cổ, con câu vô đầu con lùng kìa. Thôi đùa lên cho đi, đùa lên cho đi. Còn. Còn đâu cái tay tao mà. Đùa lên cho đi con nè. Trời ơi trời. Tung nè. Cái gì vậy? Đây đây. Ê, cái. Đó. Cái gì khó bắt ghê luôn trời. Dạ. Đó đó. Ôi, banh xác banh mặt hết chứ mình cá. Nè, dễ vô, dễ lên. Lật mấy cái cọng rau nhút non luôn nha bạn. Hồi nữa anh em mình sẽ có được một nồi canh chua ngon quải chữ luôn rồi. Chút lật, giờ lật không để đâu. Vậy hả? Ừ, chút đi rồi lật. Lụm đi đâu hả? Cá lóc bây giờ. Cá lóc bây giờ. Lên kiếm cái hồ đi. Đây đi gọi cái hồ. Ngủ bắt. Lưng bố mẹ mà, cứ già lửa mà. À, các bạn ơi thì bữa nay anh em mình dẫn các bạn vào đồng nha bạn để bắt cá nha, là bữa cơm nhưng mà thật sự nước quá nhiều các bạn. Anh em mình thất thủ nha, nên buộc phải về ao của ba mình để bắt mớ cá lên để làm bữa cơm mời các bạn nha. Thì bây giờ anh em bắt được nhiêu cá rồi nha bạn? Đó, được ba con cá lóc, mới gù phi với mới cá mè dinh với cái gù đồng nha bạn, cá chốt nữa. Nhiều nhẹ. Bây giờ anh em mình sẽ măng cá nha. Thì khúc mà vợ mình sang cho bạn thấy mấy anh em đi sinh tồn nhà trên cây, cái view khá là đẹp và rất là tuyệt vời nha. Bữa nay mình sẽ kêu anh em dẫn mình vô đó để mình làm bữa cơm trên nhà trên cây để mời các bạn thưởng thức nha. Thôi bây giờ anh em mình sẽ măng cá. Hẹn các gặp lại các bạn vào nhà trên cây nha. À, các bạn ơi thì cá anh em mình đã măng xong nha bạn. Thì anh em hiện tại đang có mặt tại nhà trên cây, chỗ mà mấy anh em sinh tồn nha bạn. Tính ra cái bàn của tôi còn êm quá chứ. Ngon không? Không, nó mới có khô thôi chứ còn ngon lắm nha. Nhà của mình nè bạn. Dán này là dán gõ mà. Chậm hương. Chậm hương. Chậm hương. Bởi dán nó đóng bàn mà chậm hương bạn, bởi bền lắm, quá bền nha. Thì anh em mình chia cá ra để làm hai món nha. Đây là cá lóc, cá gô đồng và cá chốt. Anh em mình sẽ ốp để kho khô tiêu nha bạn. Còn cá mè dinh, cá gô phi thì anh em mình sẽ nấu cái chua nha. Được rồi, mấy đây. Ơ trời trời trời. Không có, nước màu này nó lẫn nhớt không phải anh? Màu là cái hả? Đúng luôn. Hệ quy tính. Đây, lùng đã cho nước màu vô cho bạn. Đây mình sẽ cho nước mắm vô luôn đi. Hay gì lắm anh trai của ba. Chưa đâu, chưa hay đâu, còn thêm cái nữa mới hay nè. Chưa hay mấy đâu. Đây, muối cục nha bạn. Đây, hạt nêm. Hay lắm em trai của tao. Chưa hay đâu, còn nêm nữa mới hay, bột ngọt, để nguyên hũ nha. Ồ, này được. Xim châu vậy á. Đây, đường nha bạn. Còn mới vô chứ không bạn. Nó nắm đi. Ok, cho chết kim bậy vô. Nửa phần đi, ừ. Đó. Ủa, đẹp quá. Quá đẹp, quá đẹp. Ơi, miếng tiêu đâu? Cái này, tới mấy gì nè. À này, ok. À, rồi ok, còn nhiêu đây, hồi nữa mình gắt tiếp. Hết luôn hả? Anh em mình nấu đã chín nha bạn, còn cái chảo anh em mình nấu nước để nấu con chua đã sôi nha. Còn bên đây thì anh em sẽ bắt lên để kho nồi cá nha bạn. Đây vô cá nha, đây là cá mè dinh với cá gù phi với cá linh nha bạn. Mình sẽ nấu con chua nha. Wow. Đây chảo cá luôn mình chứ. Rồi bắt chảo cá kho luôn anh em ơi. Rồi lên luôn. Dứt.
Không bỏ rồi. Cho lửa ở đó đây đi. Thấm quá trời thấm rồi. Quá đã luôn. Quá sức chắc luôn. Lửa quá trời lửa ở đây. Quá tuyệt vời luôn. Đây. Đây bây giờ sẽ nêm cái nồi canh chua luôn, cái ca gỡ cho coi. Lấy giùm hai hũ xuống lên nữa luôn. Ok. Quýnh vô trong nồi canh chua miếng bột ngọt nha ba. Vớt vô miếng hạt nêm. Cho vào mày miếng muối. Quýnh cho nó miếng muối. Tán cho mày miếng đường. Chuyển củi qua bớt cho. Quýnh vô miếng đường. Người dẫn chuyển củi tới đây. Tại canh chua nó chua nên mình nêm đường khá khá nha. Mở nó ra mà cái chảo nó lên một lớp đi bạn. Trời ơi, lên dĩa. Đây bây giờ mình sẽ múc cái ra nha. Để mình cho đồ bổi vậy bạn. Để hồi nó nát hết nha. Để hồi chắc xuống. Lên dĩa đi, hồi chắc lượt luôn. Để hồi là cái bạch ăn nước cũng tà le hay ké luôn. Nóng thế. Gì ông nội tôi thấy con gắt mà ta. Nóng thế à. Thế là cái gì trời. Nóng thế. Quá trời, cái nồi cá của anh em mình ăn tới năm sau luôn quá. Wow. Sao nóng thế? Thế nóng. Không thấy nóng gì chứ trời. Vừa nóng mấy giờ. Cái đình con nào thấy mập lù. Cá mà Vinh còn chà bá mà gặp cá mà thiên nhiên không nuôi vậy bạn. Bữa nay con bữa cơm quá đạm bạc rồi. Trời, cho cá quá lên, đã. Cho cá lên tầng luôn. Lên tầng hả? Hôm nay tầm cao mới mà. Lên level luôn rồi. Ồ cái dĩa cá quá xá rồi bạn ơi. Rồi chắc ra đi. Đây bây giờ mới chắc nè. Yên đi men. Ê. Ghê ghê bình thường. Thấy bình thường rồi ghê trời. Rồi. Chứ tôi thấy tôi nóng 2 giờ tôi nóng. Được không rồi. Nó ra nước hết. Để rồi nó mất ngon rồi. Rồi, cái dĩa cá khủng hoảng không? Cho gỗ gao vô ơi. Đây mình cho mình cái gỗ gao men để mình quýnh vô đây luôn coi. Nào. Rồi nè. Cho muốn nè. Cho muốn nè. Thôi bạc hà là cũng lâu trước mà. Cho bạc hà trước đi. Đây là bạc hà nha bạn. Bạc hà này là cây nhà lá vườn nhà mình trồng nè. Bạc tay nha bạn. Còn nhiêu thôi, còn nhiêu đây là bỏ lại bớt thì không hết đâu, nhiều lắm. Rồi tới đây nè. Ít nào. Chơi đó. Đây bạc hà với gà muống là nó chín đồng một lượt các bạn nên mình sẽ cho luôn nha. Còn hơi lộn xong cái nước này. Lộn xong rồi, cho lại em đi. Còn quýnh hết luôn đi. Ừ. Mình có gạo muống đồng các bạn, rồi có gạo nhúc bẻ với mương của ba mình nữa. Nên mình xài xương xương thôi, nhiều quá ăn cũng hết nha. Trong cá nó quá ngon luôn nha bạn. Nhờ te dắt miếng tiêu vô nhắc xuống nha bạn. Wow, giờ mình gắp miếng tiêu nha bạn ơi. Quá xa đã không? À, rồi xuống luôn hai ơi. Quá tuyệt diệu. Wow. Quá đã luôn. Quá quy diệu. Wow, nó vừa tới luôn. À, ra muốn rau nhúc nó đã chín nha. Thì lùng thì chuẩn bị đang đâm muối ớt để chuẩn bị nhập tiệc nha bạn. Wow. Bây giờ mình sẽ cho ớt vô nha. Hết luôn, siêu cay luôn. Siêu cay luôn. Và đây là rau bà hôm. Và đây là con sông quê, con sông quê. Đây, cho rau liêm vô bạn. À, cần dày lá với lá quế nha. Đây là con sông chanh, con sông chanh. Đây là nước cốt chanh nha bạn. Vô luôn nha. Nước mắm, nước mắm này hai ơi. Đây. Được rồi. Và đây, và đây. Ôi mà hết tua. Tẩy chén luôn rồi. Đây, cho nửa giá nước mắm đà nhắc xuống nha bạn. Vô luôn. Rồi. Ngon lành. Để quá thôi. Luôn chứ. Rồi sao mà đã nha bạn. Chịu luôn. Bây giờ anh em mình sẽ lên nhà lầu nha bạn để dọn cơm ra cúng cho bà đất đai rồi sẽ mời tất cả các bạn thưởng thức bữa cơm đạm bạc và dân dã hôm nay nha. Nói chung là không có bữa cơm nào mà nó hồi hộp như bữa cơm này. Không, một ngày là ba anh em nó sinh tồn đây là ba anh em nó nào ốm nhôm thì nó thấy là khá là tự tin nha. Còn mình sao lên đây mình ngồi giá bị chím chím vậy trời. Chím chím. Trời. Có đậu ngu mẫu gì đi ghê vậy trời. Cảm giác mạnh là có bao nhiêu không? Đâu mình đang ngồi trong cái mình đang ngồi trong cái phục ưu liền các bạn. Gắt gì mà nhúng ghê trời. Không đang ngồi trên lò xo bay. Mày đừng núp nhét, mày đừng có địch con gái loại luôn, đừng định với cái bú luôn á. Không đã bơm luôn bây giờ, không có đến đây. Rồi các bạn thấy có cái bữa cơm nào mình ngồi mà nó chúm chím vậy không bao giờ đâu hiền. Chúm chím thiệt luôn trời. Độ cao so với mặt nước biển 1000 feet mà hứ chịu nổi. Không gặp mặt nước biển đâu. Mặt sinh quá. Mặt sinh. Nói chung thì anh em mình cũng làm được bữa cơm đạm bạc rất là ngon nha bạn. Với cái món là cá nóc canh chua với cá lóc, cá gô đồng với cá chốt khô khô nha. Quá tuyệt vời. Bên đây thì có cá mè Vinh, cá Linh với cá cù phi nha bạn. Với ông xài mà ăn gì tôi gấp cho ông nội ơi. Nói chung là không, bữa nay anh em cứ ăn thoải mái đây, tôi không có ăn đồ ăn đâu. Đây, đồ ăn nặng lắm đó. Ông đừng có chậm, hiểu lắm. Ông đừng chậm, ông đừng chậm. Càng mình ăn với cơm mình sao nó nặng nề dữ trời ơi. Đừng có chậm nha. Ông muốn ăn gì kêu tôi gấp. Ok không? Có lá khô vậy.
mày muốn ăn cái gì? ăn gì? Vô nè, vô nè. Đây mời tất cả các bạn cùng ăn cơm tối với mấy nè mình nha, trên cái chòi sinh tồn trên cây của mấy nè các bạn. Mời tất cả các bạn nha. Mời tất cả các bạn nha. Các bạn luôn nha các bạn. Không cứ ăn tự nhiên đi, có gì làm mà no. Đúng không? Quá đã cái cô đồng béo. Ngon gì nha. Tao miếng rau quá. Không mà ngon thiệt mà hồi hộp quá. Không ăn cứ ăn thoải mái đi. Em quên đi, em bấm cái nút quên, chú quên bấm nha. Không tao không có chữ quên. Bấm đi. Mày càng bấm nó càng nhớ hay không? Vậy tôi tắt luôn. Vô anh vô luôn bạn ơi. Cá này là vô địch cá rồi. Nếu như biết mà nó chín chín vậy chắc tao hỏi đắt quá. nãy biết tóc mày ngầu đi. Hàng dọc á. Hàng đút luôn. Ok các bạn biết đồ bỏ nha. Wow. Quá đã luôn. Ngon dữ phải anh. Tính ra ba anh em nó thiết kế cái nhà làm theo trọng lực của ba anh em đó các bạn. Còn mình gấp đôi ký con lùng nữa, còn thêm hai người nữa chứ không phải dàn dừa đâu. Không, không ngủ bình thường, nhưng mà ông đựng đắt nữa thôi. Ngồi này giống như đúng không? Tiểu mũi rồi giờ. Tiểu mũi ngồi giữa. Trời ơi, tao tưởng tao tiểu tử luôn thiệt nha. Chấm chấm cá được không? Được. Được không? Được. Ăn vô miếng canh. Không, làm cá linh nấu cái chùa các bạn. Đủ. Cá linh bự nhẹ hả? Đó. Miếng canh bạn ơi. Quá vô mấy bạn ơi. Nha các bạn. Vì một cái trải nghiệm thử cái sàn sinh tồn của anh em mình phải cố gắng hết sức các bạn. Không có hơi bị hớp không? Ừ. Từ từ không hớp hớp nước nữa. Thấy vậy mình đang ở oxy vậy thiệt quá. Hít vô đừng thở ra, không thở ra hai tôi là bay luôn đó nha. Sao đọc nó ảnh là tôi thấy bình thường mà không cầm bình thường đúng không? Nếu có gói số mình đứng lên. Ăn mạnh vô đi, có gì tôi ách cho. Đồ quên nữa, ông càng ăn ông càng nặng hơn nội ơi. Ông ngưng đi ba ơi. Không có sợ không? Tao hết sợ mày mãi, tôi lên nhá giờ dạng rồi. Quen không? Ừ. Mời các bạn nha. Tại sau lưng này còn khúc sạn mà mình không dám ra nha. Nó hơi mèo quá. Rồi miếng đồ bỏi nữa nè. Bỏi lộn xộn đi. Trời trời gấp lộn xộn xong nó vô lộn xa rồi. Buốt khó luôn. Ngon quá rồi cả bạn nha. Wow. Cái lưng bự béo ghẻ đi. Nếu như bữa cơm này hay với đất là ngon lắm á. Ăn xin tay mới ngon luôn anh. Không ngon thiệt, quá ngon. Không, nó cũng hợp lý nha. Tại không ba anh em mình nó trọng lượng nó khác. Đúng rồi, nó đỡ cay cay khô nữa. Cay khô nữa. Nếu mà ăn dữ là nãy giờ mà không đùa là hai chén luôn. Dù còn cái linh nữa thôi. Thôi được gấp cho ông nội, ông nội. Ông mới chạy, hết cơm rồi. Cơm mình quất con cá linh đi, quất con cá linh. Quất lên đi. Tính hút tao cá linh xong tao làm tự do chứ đủ gì. Không có đâu, mở ra bạn con cá linh nha. Wow. Con bự ngon cái gì hết rồi. Đủ. Đủ rồi phán. Đúng không phán? Đều bế bạn ơi. Tại bạn biết sao không? Cây á bạn là cây tạp nha. Nó sau thời gian là nó sẽ bị khô lại bạn. Nên nó sẽ rất là yếu nha. Bởi vì mình ngồi thì mình hơi sợ thật sự nó vẫn còn cứng lắm nha. Nhưng mà đề phòng cho nó chắc cú nha bạn. Cái gì mình không thấy an toàn thì mình cứ đề phòng. Đề phòng không cho? Không quan quan. Chứ để mà nguy hiểm nó gần gặp cái hơi mệt á. Thôi mời bạn chạy thứ hai nha. Wow. À, đó bạn. Không cầm đâu. Không. Đó. Đi bạn. Mỗi lần khó. Nè. Cái chốt để lượng cái chốt bự không à. Dạ bạn. Cảm ơn nhiều nha. Đó. Cảm ơn em. Okay. Tính cúng là tên cổ anh em ơi. Một cái dân cúng luôn đi bạn ơi. Được quá. Wow. Tao muốn thử cảm giác thì cho ông thử. Không đang phiêu. Đang phiêu lắm. Phiêu mà ngon không? Ừ, ngon. Ừ, cá chú khô ngon quải vậy. Dạ. Ông ngầu trên wheel này ông ăn là hơi bị đã nha. Đúng, này là người ta nói là wheel này là wheel chịu đô. Hôm nay ngồi mốt không cho ông ngồi đâu, mốt nó càng khô nữa. Nguy hiểm không? Nếu như mà anh em mình đang quay clip bạn mà giữa chừng mà các bạn nghe cái rắc mà cái máy phim không còn quay được nữa là các bạn biết anh em mình đang ngồi dưới đất nha. Ngồi tú dưới đất luôn rồi.
Ghê quá, nguy hiểm quá. Quà chẳng hay luôn bạn ơi, tất cả bạn nha. Ba làm một khứa cá lóc mini ơi. Ồ. Còn cây ăn ngon có khác trời. Cảm giác gì mất ha? Không hẳn luôn. Ba má có thương không hay đã không? Không ăn rồi á, thằng Hợp à. Không, tự quen à. Mấy hồi hộp tới đám bạn nó dọa ra nè. Từ từ hít ngay ông nội ơi, dễ vậy. Đi. Thôi rồi, để bạn đồng hỏi nha. Nếu mà ăn cơm xong tao nhảy này luôn á thiệt á. Phát cao kê luôn. Chắc cơ cái bị trô chìm luôn quá. Nhảy hết luôn á. Tay bụng không nổi mà. Phình lên liền. Mời bạn ăn cá lóc khô khô nha. Ngon. Làm thứ cá lóc rồi bạn. Cá chưa hết. Mời bạn nha các bạn. Hôm nay đây quá lắm mà. Nhiều lắm. Nghe cứu đi. Dễ đi. Bẻ em đi. Tôi làm người phân phối cá cho. Chăm sóc ông chàm đi, bên tay tao gấp tới. Gấp tới hả? Ừ, tới nè. Đây gấp cái phạt đó. Cái cá này dính luôn rồi, tôi hưởng luôn à. Thôi ông đừng chào, ông chào ơi. Tôi lại ông á. Hùng quá là giỡn thôi chứ sướng lắm rồi. Đỡ đặn rồi, biết được. Cây mà dùng bằng cái sậy không làm gì mà yếu được. Wow. Trời trời trời, nó tét hết luôn trời. Mời bạn nha. Quả trời cá luôn rồi. Con cá này cũng ba ba no luôn hả, vậy ngon quá. Nói chung anh em mình làm sao mà có thể là an toàn gì nhà bạn, tại vì bà già bà đang bắt cái ghế đi ngon trong tụi gì vậy. Lâu hơi bị lâu rồi đó nha. Để bắt cây rút nữa. Bà ba mùa sưng sao không ai thấy ông về với tụi nó kéo quá. Nguy hiểm quá. Anh nhớ hình đó em nhỏ còn vô. Để gà nãy cái đếp này nè. Đưa thằng lùng ra quay phim, người quay phim vô đây cái nữa mới vừa. Hạp đúng ha. Ờ, ba thằng nặng ký ngồi nhau mới ghiền. Ba nặng ký nữa mới đi, mới vô luôn không được. Tiền miếng nữa rồi. Mấy thằng tay em giả bè đây, tao vô giữa. Ông vô giữa một cái rồi, tôi bỏ chạy luôn á, tôi thấy luôn á. Tôi thấy rồi, tôi mời bạn cái quay nó chua nha. Tống không rồi đó, biết rồi đó. Mời canh chua nha. Giết từng nhúc nha. Trời ngon. Là mình phải đặt những bữa cơm hồi hộp hả? Không. Vô mấy bạn. Rồi các bạn thấy cái bữa cơm nào các bạn càng nhiều cơm vô thì sức nặng của bạn nó sẽ càng cao. Nhưng mà bữa nay sao mình thấy cảm giác mình càng ăn vô mà mình thấy mình càng nhẹ càng đi nha bạn. Không? Thấy chứ? Nhẹ phỏng đúng không? Ừ. Mấy ông nói như cái bông bóng cá vậy, bông bóng người thôi. Ráo quá trời anh em ơi. Dứt. Dứt cái hiếu. Chú các bạn ơi, quá đã luôn rồi. Cái nhà cũng cao lắm chứ bộ tài. Cao lắm, cao rồi. Yêu em, anh dắt em lên lầu 2. Chú nói anh em giờ nghe tôi đi. Bây giờ anh em mình ăn hết chén này rồi anh em mình dọn xuống đất đi. Thôi dọn lầu 2 đi, chỗ đẹp nồi. Thì hả? Đây nó nóng nữa, chảnh mát nữa kìa. Tính ra lên chảnh cho té cao chút nữa vậy. Té đầu té. Không bông. Có về hộ chân à. Đánh sân thử đi. Ừ đúng rồi. Đánh sân thử. Thôi lên tới tầm 81 luôn mày. Quá cao luôn. Anh à, em ăn cá quá trời, anh em ăn để gọi thêm em. Tôi đang ăn nè với anh. Đầu cá. Đây, mình cái đầu cá đi bạn. Ừ, đúng rồi. Béo thì hồi nhéo nè. Đây mời các bạn cái đầu gù phi nấu chua nha. Hết sức béo luôn đó. Wow. Trời, cá này trứng. Ồ, cái trứng lùn ngon luôn. Wow, nè các bạn, cá gì? Mì dính. Wow. Nhưng mà trứng ngon anh em ơi. Vô mời các bạn nha các bạn. Các bạn nha. Wow. Nó không được béo. Không béo hả? Cứ bụi luôn à. Dính luôn. Ừ. Cái bẹt phải không Lục? Dữ bẹt đó hả? Trứng đó thường ta mặn là dục chưa? Không có ăn, không có ăn. Trứng đó hơi bị bao ngon mà. Không có ăn luôn á. Cá nhỏ rồi, trứng dữ vậy. Có bự chắc không có trứng, đồ trứng. Là đầu mùa mưa đẻ nè. Trời, có bự cái đậm trứng đó. Còn có tháng nữa mưa đỏ rồi. Cá ngọt nhẹ trời. Ngọt hả? Ừ. Cá đâu phải mía đâu anh. Ngọt thịt ngọt không? Ngọt quá. Nó sướng. Nó bụng hơi sương nha. Không. Mà cá ăn ngon thiệt. Nhưng mà cái điều sương lâu quá. Không, nó không sương, nó không sương. Cá đã sương lắm. Đã sương lắm hả? Ừ. Nó sương rồi, nó mà anh vậy nuốt sương luôn rồi qua. Đã sương lắm. Nói chung mình ăn thoải mái thì mình đừng có sợ sương là nó không có sương hả? Hả? Nãy giờ quên là lượn xuống dưới luôn. Nãy giờ nuốt luôn hả gì? Mình lượn xuống dưới là nguy hiểm đó. Ồ, tại nó phút mà lẹn xuống nó nằm nó đưa lên giống như là cái trong vậy. Ừ, trên ghim. Đây mày gơ tự do xuống nó làm cái hự một cái xuống luôn. Ở đây, đây nó hơi lòng hồng nha bạn. Công nhận. À, vô luôn. Tưởng tượng quá phong phú. Thua. Mời các bạn nha bạn.
quên nói rồi, lắp cái quên trong nhà mới rồi. Nóc cho ăn đi mấy. Ý ông nói rồi, hồi nếu ông ngã dưới là xuyên que luôn cái gì. Có mai que xuyên que luôn á. Có không? Hỏi mày tôi có đóng mấy cọng dây mà trong rừng mà thắt dây còn không á. Cái bộ phim nó nói để ông xàm vô rồi cắt. Hôm nay cắt luôn rồi. Điều quá. Thật sự là khi mà vợ mình sanh các bạn thì mấy anh em làm sinh tồn trong cái chòi trên nhà lên cây này nha. Thì trong cái vườn quang nha bạn, thì mình cũng chưa có trải nghiệm được một phút giây nào hết nha. Nên hôm nay mình thấy trong người mình sức sống mãnh liệt quá. Mình vô đây mình trải nghiệm thử một lần coi như thế nào bạn. Quá sung sướng không? Phiêu mà nó còn hơn là chuyển chiêu của trời. Mà đổi lại mấy này giò gió má không? Tao không thấy má mà thấy hồi hầm mồ hôi ra quá. Kỳ á. Hồi hộp à. Vô cái đuôi nó bạn ơi. Bá im. Không mấy anh em nhẹ ký thì mấy anh em thấy thấy quá đã. Còn tôi quá nhẹ ký thấy hồi hộp. Nãy quên lấy cái đồ nịch ông từ cái cây kiếm của ông. Nãy ra nãy là con dây bọt lên trên đọc cây cho nó thòng thuốc tăng thôi. Nhớ bảo hộ. Cá thì thương dễ rồi trời. Cá dính mà. Không? Cái gì á? Không, cái này không xương không bằng cái hay vàng. Nó cũng như nhau cái này mới giữ hả, cái cũng như nhau vậy mày dinh mà mấy kia cũng cái đậu mang không, cái vàng he phải không, cái vàng ăn cá nào cũng xương cá nào cũng thấy xương ghê, xương con không. Wow, dính ba chữ vô người luôn rồi. Sao tôi chén cơm nó coi toàn cái chút ngon cái đầu tôi đỡ sợ lên. Ok, không như chứ dùng người không đúng quá. Các bạn thấy mình ngồi nãy giờ mà mình không dám di chuyển mà cũng không dám nhúc nhích luôn các bạn. Ghê thiệt chưa? Té gà nãy có con dây cột vô cái ống cây này cứ thừ luôn. Là tao hồi thoải mái luôn, chạy được không anh? Làm táo đi. Thôi mời bạn chén thứ ba nha. Giúp cho, tôi giúp cho, yên tâm. Để tôi lo được cho nha. Hôm nay mình không linh hoạt được các bạn không cảm nha. Mời các bạn nha. Đi sao? Đứng nè. Ok. Em có chuyện mà ngon các bạn. Không này tôi gáp lại yêu hay không yêu chữ y này thôi đỉnh luôn. Wow. Nói sao? Còn này không phải ngày mới gấp quà ông trời, tôi ngại chứ trời ép người quá đã rồi chưa. Chứ tôi không dám cho ông chồm. Sao liếm này? Ông liên lụy tới tôi nữa sao? Sao liếm này cái em xàm nó vài bữa nữa vô quay em thật trong đây view đẹp quá. Không, cái nhà đẹp quá. View đẹp quá trong lòng tôi biết luôn nè. Đó mấy tôi phải uống vô nhà mấy tôi dễ đâu. Ông nhìn mày ghê, mày nhúng ông nhìn mày ghê. Ồ, quả quẹo con này ca đó, đã ngồi mà còn cái trứng cút mới là tới gần cổ còn nhúng đi chứ. Quái lòng thiệt chứ. Tôi đang hứa ông nội ơi. Đang chuột nổi rồi, gồng nổi chuột luôn biết không? Hứa. Rồi, chắc mình làm hết chân này chắc là mình du tắt trước nha. Nghiệp quá. Không, tôi nặng ngon. Ngon phải. Ngon không? Làm em quá ngon. Quá ngon không? Đó thì vậy. Tôi miếng canh các bạn ơi. Nãy giờ anh Thảo muốn canh hết rồi. Có. Ồ. Đây mời bạn con gù đồng kho khô các bạn. Ngon quái lòng luôn trời. Có hết rồi. Miếng nước ớt vô rồi đúng là canh chua đó mà. Thiệt là ngon quá đi. Mời tất cả bạn nha. Không phải phun phun cục xương mà tôi thấy hồi hộp đúng không anh, bất hơi bất chấn nhẹ hả, nhìn lên trên đó là gặp mà tôi đuổi Superman xuất hiện, tao kêu nó cứu con chén này hẹn luôn. Wow bạn nha, quá ha, phiêu à, mình nói tiếng phiêu được nghe, đừng nói lộn tiếng tiêu nha. tiểu không được không, nó tiêu nó tiêu nha, tiêu vô mời các bạn nha, các bạn nói chiêu được nha, đừng nói chịu nha. Cầm cứa cá chốt rồi à, cầm cũng ở đây xuống dưới có mát như vậy, con mát như mười vậy mát dữ vậy. Mét nhân mự nha. Giờ hỏi anh em làm cái trò này hơi giỡn giống nhà thiệt không? Bán ra lên tới ngọn luôn. Đúng rồi. Rồi nghe ông nói hôm nay vài bữa nữa anh em tôi sẽ tranh thủ làm mình lên tới ngọn rồi mời ông ăn bữa bánh tráng nữa. Thích
nó ra cao lắm nha bạn. Sẵn ở đường dây điện cao thế nằm sát bên luôn kìa. Đồ bút cao như bột. Đó. Ủa, chú cụi kìa. Ủa, nghe hơi à. Thấy chú cụi không? Ngọc Hú hàng Nga kìa. Chú về đây kìa. Nghe hả? Chẳng thiếu. Chú về là có Ngọc Dương không? Ngọc Dương nè. Lá gà nãy ta ngồi lên tầng trên. Hai anh em ngồi dưới đây. Ừ. Tao chuyền chén cơm xuống, gấp đồ ăn bỏ lên, tao đem cho tao ăn. Khỏe gà luôn không chịu. Rồi ngồi vậy mới đúng bạn thôi. Có đúng không? Giờ là tôi thấy ông qua đây ông nhúng 2-3 cái rồi cho anh em tôi coi rồi. Có dính đây thôi gì bình thường. Nếu như tao nghe một cái rớp một cái là tôi chụp đây liền. Rồi. Trời. Thanh Giang lùng này nó nói chung là giỡn nhiều đủ vui thôi chứ giỡn nhiều quá nó mất vui không? Ông đẹp ông ghét xe ngựa gì ông xảy nhẹ hả? Ừ. Nhiều quá sẽ mất vui đi thôi. Ơi. Quá sướng. Ngồi người ta ngồi ở giữa, ăn cơm nó ngồi ở giữa mà nhịp nhịp đó, cái lẩu gồm có nhét nhét không? Lẩu không, lẩu mồ hôi rung nhẹ, nãy giờ tôi giấu đi với mọi ơi. Nãy giờ tôi nhét rồi không? Tôi ém rồi. Cành này. Cái cành này ế luôn trời, quá trời, quá đã, quá rồi. Mời các bạn miếng canh nha các bạn. Mời mời các bạn con cá mè dinh nhỏ nhỏ. Đây, mời các bạn nha. Cả hàng của lửa lại mắc xương. Ừ, chữ y ít luôn. Con cá này xương chữ L vậy. Ý thế nó L. Ngày xương ngốc hay gì mất câu luôn nha. Wow. Trời giờ ổng hồng luôn kìa. Đụm cái đầu béo quá. Ông im cái gì ở đây mà mát chiêu gì vậy, ổng hồng luôn kìa. Chẻ bắt cậu. Xương nhẹ hả? Trời mà nhúng nữa. Quá trời con cá xương rồi. Ủa hổng. Cho nổ tung cái bàn này quá. Cho nổ tung cái cây này luôn quá. Nó bỏ nó ra. Tao kiềm chế được thì cho nổ tung cái chòi luôn quá. Ăn mình ăn bạc hà này giống như mình đang ăn cá cô nè vậy nha bạn. Mời bạn nha. Và wow, tự nhiên cô nè ơi. Cái này cá linh nó ăn. Linh. Vô mời bạn cá linh nha bạn. Chưa điển rồi kìa. Xương nào xương thế, xương nào trời. Thôi mời bạn ăn miếng với mình, một miếng rất là miên nha. Đủ ghê trời. Đứng rồi, ăn ngang dưới trời. Nó béo hả? Quá ràng không? Rồi bạn, cái đầu con cá này là con cá mà dính nha. Wow. Béo nha. Tại mình cũng chót dài luôn. Mình kêu anh em dẫn vô đây chứ thiệt không? Quá chót dài. Làm hai bữa cơm đây hết mắt 70% vị ngon thiệt luôn. Buồn thiệt chứ. Không phải nói là ông tăng cái level ngon ông lên rất là cao. Quá ngon luôn thiệt. Khép lại clip này tại đây. Chúc cho tất cả các bạn xem clip này có gì đó vui vẻ và thật là nhiều sức khỏe nha các bạn. Nếu tất cả là thích clip này, các bạn hãy nhấn like clip và chia sẻ giúp mình. Và điều quan trọng, các bạn hãy bấm đăng ký kênh nhé, kênh cho mình cạnh để theo dõi những clip tiếp theo. Còn bây giờ, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.